Vâng, một chiếc xe dầu hôi số tự động, một chiếc xe cao to, gầm cao, máy thoáng, cực kỳ chất và cực kỳ khỏe. Vâng, form mới 2011. Một chiếc xe máy dầu trang bị khối động cơ 2.5 số tự động. Với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng một tí thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Hệ thống điều hòa 2 dàn, 3 cửa gió. Vâng, nội thất thì là màu kem. Hệ thống la răng đúc rất là đẹp, phay, form mới. Tất cả với chiếc xe này nó còn quá là ok cho tất cả bà con và cô bác. Vậy thì anh chị em nào đang có nhu cầu mua hoặc là muốn sở hữu về cái chiếc xe Ford, một chiếc xe Ford Everest 2011 với cái form dáng kiểu cách thiết kế rất là đẹp như thế này, thì hãy đến trực tiếp với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Đến với em thì các bạn sẽ có ngay một chiếc xe này để đi. Vâng, chiếc xe đang đeo biển của thành phố tỉnh Nam Định các bạn nhé. Vâng, 2011 và cái form của nó là cái form mới, nên là chiếc xe thì còn khá là đẹp cho mọi người. Sơn si thì màu bạc, la lá màu phấn hồng. Đó, dàn lốp của chiếc xe thì còn tương đối là mới, dàn lốp thì tương đối là mới. Và form dáng kiểu cách của xe thì là quá là đẹp rồi, miễn bàn rồi. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe Ford Everest 2011 số tự động máy dầu 2.5 với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng thì có thể đến trực tiếp với cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên mua bán, cung cấp, kinh doanh, ký gửi tất cả những cái dòng xe đã qua sử dụng hiện nay. Và đây là một trong những cái dòng xe mới về. Tất cả đều rất là đẹp và rất xịn sò. Một trong dòng xe mà rất là cơ bắp, với cái khoang gầm của nó rất là cao để cho các bạn chạy tất cả mọi cung đường đều rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Vâng, bỏ ra tầm tiền hơn 400 triệu đồng một tí thôi là các bạn đã sở hữu được một cái mẫu xe mà cực kỳ chất như thế này, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe này để xem được tất cả mọi thứ của chiếc xe. 2009 cho đến 2011-12 thì chiếc xe nó được giữ nguyên một cái form như thế này. Đó, hệ thống form bo góc, bo mặt lạ, rất là đẹp. Form này thì nó là một trong những form rất là đẹp và cứng xe rồi, đúng không ạ? Mặt lưới mặt ga lăng cộng với lưới tản nhiệt của chiếc xe thì rất là thoáng, tạo nên cái vẻ rất chắc của chiếc xe. Vâng, đang đeo biển của tỉnh Nam Định đó các bạn nhé. Và máy gầm của chiếc xe thì các bạn biết bàn. Và bên ngoài thì chiếc xe được trang bị một bộ la răng phay. Bộ la răng này cũng là la răng của form mới, form cũ thì nó không có la răng này. Và dàn lốp của chiếc xe thì cũng còn tương đối là dày. Và tất cả những cái cua lốp của chiếc xe thì còn nguyên bản, không có bục ngoặc gì. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tận tháng 12 năm 2022. Và xi nhan được tích hợp ở trên gương đầy đủ. Đấy. Tất cả chữ Ford Everest được dán rất là đẹp. Đồ chơi chiếc xe thì đã được độ trang bị thêm cái phần tay lắm mạ chrome. Tay lắm mạ chrome. Tất cả đều rất đẹp. Và một số những cái đồ chơi khác, ví dụ như ốp bình xăng. Đó, rất là ok cho mọi người. Đó, rất là đẹp và rất xịn sò. Lốp treo sau các bạn nhé. Lốp treo sau. Và có cả hệ thống cam lùi, cam nước đầy đủ hết rồi. Thực ra thì với một cái tầm tiền mà nó chỉ có hơn 400 triệu đồng mà các bác đã sở hữu được một chiếc Ford Everest cực kỳ to như thế này, cực kỳ khỏe như thế này và cơ bắp như thế này. Đó, tất cả đều rất là đẹp này. Rất xịn sò. Dàn lốp của chiếc xe thì trang bị vành khá là to, la răng R18 và dàn lốp của nó thì rất là ok. Hệ thống treo nhíp sau các bạn nhé. Nhíp sau rất là đẹp cho mọi người. Đúng không? Tất cả nội thất của chiếc xe thì khá là ổn định. Đói. Thời tiết bây giờ thì lại tự nhiên lại thấy nắng rồi. Vừa nãy thì dâm xong đá hạt mưa. Đúng là thời tiết sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ẩm. Bên trong xe thì được trang bị hệ thống cam màn hình Android rất là to. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản, hơi bẩn chút đấy, nhưng không sao, dòng này nó là một trong những dòng xe dầu mà. Và tất cả là được trang bị hệ thống gương điện đầy đủ hết theo xe. Gương điện đầy đủ hết theo xe, táp lô táp ly rất là đẹp. Tất cả những đường keo chỉ của chiếc xe thì còn nguyên zin, tem dập trên khung nhà máy cũng như tất cả mọi thứ chiếc xe còn khá là đẹp cho mọi người. Tất cả đều rất là xịn sò với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng. Lẻ một tí, nhô một tí thôi chứ không hơn quá đâu các bạn ạ. Cái này được che lắng này. Và tất cả của nó rất xịn sò và rất là đẹp, đúng không ạ? Rất xịn sò và rất là đẹp cho mọi người. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe nào thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, sàn của nó khá là cao luôn,
rất là cao. Và trang bị thêm phần là 2 điều điều hòa và 3 cửa gió giống như dòng Toyota Innova. Vâng, tất cả hệ thống ốc ác của nó còn khá là đẹp, đúng không ạ? Gầm bệ của nó thì khá là ok cho mọi người. Form mới rất là đẹp cho mọi người. Con này được cái là form mới nhá. Hơn 400 triệu đồng. Đời 2011, đời cao luôn. Đời cao luôn chứ không phải đời thấp nha các bạn nhé. Tất cả những phần đuôi sau của chiếc xe thì từ phần chỉ của nó còn khá là đẹp như thế này. Nó là khá là xịn sò và khá là đẹp để chúng ta dùng. Đấy. Với cái tầm tiền hơn 400 triệu đồng, bà con nào đang có nhu cầu sở hữu một chiếc xe Ford Everest máy dầu số tự động đời 2011, động cơ 2.5, thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho bà con. Tất cả phần này thì đã được dán những cái phần cao su rất là đẹp, đúng không ạ? Rất xịn sò, rất xịn sò luôn. Tất cả cái đường chỉ của nó khá là ok cho mọi người, rất xịn sò cho mọi người. Đấy. Rất đẹp. Trang bị thêm 2 túi khí nhá. Trang bị thêm túi khí bên tài và túi khí bên phụ. Bên trong xe thì được màn hình đầy đủ hết rồi. Tóm lại thì với cái phần như thế này thì chúng ta đấy, đây là phần nóc này. Đây là phần nóc này. Rất là cao này, rất là cao luôn. Đấy, rất rộng và cao. Nóc tiếp khá là đẹp và mỏng tanh luôn. Đấy. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất bên trong của chiếc xe này, xem chất lượng của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Xe chạy được 16 vạn, gần 17 vạn rồi. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Đấy, máy lổ cực êm luôn. Điều hòa thì rất là mát, trần để nguyên bản, trang bị màn hình cam lùi và cam hành trình, không thiếu gì. Màn hình này thì âm thanh nghe rất là hay luôn. Và phần cam lùi thì nó có hai cam, một cam ở phía màn hình và một cam ở phía trên đây. Nó đều như nhau hết. Vâng, chân của nó là chân nỉ nguyên bản và có cả hộp để kính, rồi là hai hộp để kính luôn. Rất tiện dụng, chân nỉ nguyên bản, rất là đẹp. Ủ số chiếc xe thì khá là to, cầm rất là sướng. Vô lăng đã được khâu ra. Đấy. Trang bị lắp mở bình xăng đây nhé các bạn nhé. Và hệ thống kính điện của nó thì lên xuống một cách rất là ổn định. Và kính, hệ thống kính của nó là vẫn là kính lái auto. Kính lái vẫn là auto các bạn nhé. Tất cả đều rất là xịn sò, rất là đẹp, đúng không ạ? Rất xịn sò, rất là đẹp luôn. Rất ok cho mọi người. Rất ok, đúng không ạ? Điều hòa khá mát, còi khá là to. Tất cả hệ thống điều hòa, phím bấm của chiếc xe thì còn rất là mới và rất là đẹp. Chìa khóa thì có chìa khóa khiển theo xe, hệ thống phanh tay đầy đủ. Khoang nội thất của chiếc xe thì khá là rộng rãi cho mọi người, cực kỳ rộng rãi cho mọi người. Và chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe đây để kiểm tra về khoang máy chiếc xe. Một mẫu xe như thế này đang được chào bán như thế này thì có thể là đây là một chiếc xe cực kỳ ok. Đây là phần khoang máy chiếc xe này. Máy móc của nó thì khá là ok cho mọi người. Đấy, máy móc còn zin luôn này. Zin chi tiết của lốp này. Và máy nổ rất giòn và tròn tiến luôn. Rất giòn và tròn tiến. Tất cả những chiếc xe này rất là đẹp. Cái đường ống của chiếc xe như này rất là mới và rất xịn sò. Đây là cụm chia ABS nhé, bình ắc quy, đầu rằng. Nói chung là với một cái tầm tiền hơn 400 triệu thì em nghĩ chiếc Ford Everest này thì nó cũng khá là hợp lý. Và tất cả những cái đường ống của nó là đường nguyên bản hết, rất chi tiết, đúng không ạ? Rất đẹp cho mọi người. Lỉ liếc của lắp cabo và nguyên bản theo xe, máy lổ giá giòn, đúng không ạ? Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho anh em về chiếc xe Ford Everest 2011 phiên bản số tự động máy dầu 2.5 turbo. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 420 triệu đồng. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe Ford Everest này
Thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thành phố Hải Phòng qua hai số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.